Xin các bạn, mời lại cho anh ơi. Và hôm nay chúng thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ làm chủ đề về stress nhé. Thì hình như các bạn thích video này thì các bạn nhớ nhấn một say like, subscribe. Và các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần nhận xét ấy để mà mình đáp ứng yêu cầu của các bạn nha. Giờ bắt đầu nào. Thì chủ đề bài tập stress hôm nay chúng ta làm chỉ là làm một cái chương trình robot nói chuyện với mình, là giống như là có cái con mèo này đây. Thì giờ chúng ta sẽ làm một cái chương trình để mà mình nói chuyện với nó được đấy, thôi nó đáp lại kiểu giống như là mình ghi xin chào thì nó sẽ là chào luôn, hay là nói bao nhiêu tuổi thì nó sẽ nói tuổi, nó là làm bởi ai thì nói làm bởi ai kiểu vậy. Và chúng ta sẽ làm nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải có một cái tạo một cái danh sách, đó chính là danh sách nhận câu. Đây là danh sách để mà nó hiểu những câu gì mà mình nói như vậy đấy. Đây là cái danh sách nhận câu đúng không? Đây cái như vậy à, danh sách nhận câu chúng ta sẽ đổi to đây nha. Và chúng ta sẽ nhấn vô hình tròn này để tạo những cái câu mà mình thường hay nói với nó, để mà nó biết là cái, nó hiểu cái câu mình đang nói, giống như là xin chào đây, kiểu mà xin chào. Không bao giờ mình nhắn xin chào mà nó đâu có biết gì đâu, nên là mình sẽ làm một cái danh sách nhận câu ra. Mình ghi cái câu xin chào vô phân tử ấy. Không bao giờ nó vô ấy, nếu mà cái câu xin chào mình ghi vô ấy, có input mình vô, ghi vô, nó đúng với mấy cái, nó giống như hình như mấy cái phân tử đây à. Phân tử xin chào đây à. Nó đúng cái chữ xin chào đây luôn, vậy thì nó sẽ đáp lại. Và lúc đáp lại thì mình sẽ tạo thêm danh sách nữa, là danh sách thì ta robot nói. Giờ danh sách nhận câu sẽ là làm cho nó nói được, hiểu được câu mình. Rồi tiếp theo nó sẽ nói câu đó. Robot nói là xin chào, chào bạn, kiểu vậy đây. Đấy, sau là mình ghi chào thì nó cũng là chào bạn, làm hai cái luôn đỡ mà lúc mà lỡ không nói xin chào mà nói chào, hoặc là nó sẽ cũng nói chào bạn như vậy. Thì cái số xin chào đây người ta con nó hiểu được thì nó là phần tử thứ nhất đúng không? Giờ mình chỉ cần làm cho nó gắn vô phần tử nó, giống như chào bạn là số 1, phần tử số thứ nhất ấy, mình đây phần tử số nhất đúng không? Vậy xin chào nó chuyển qua phần tử của robot nói này. Và muốn cho nó chạy ấy, chúng ta sẽ làm lệnh sau. Khi mà nhắn các bạn vô nhóm sự kiện và thêm vào khối lệnh, khi nhắn vào lá cờ màu xanh thì nó sẽ cho nó lặp lại mãi là hỏi cái gì đó, hỏi cái gì ta, hỏi không có hỏi gì hết nha. Giờ đây mình nói mà đấy là không hỏi gì hết đúng không? Mình ghi xin chào chưa có gì đúng không? Giờ mình chỉ làm hỏi với đời à. Chúng ta chỉ tạo ra một cái biến là biến input. Biến input là cái biến mà đỡ mà cái biến là nó có cái phần mà mình nhập vào ấy. Đây đã input thành không đấy, để input thành cái đáp án, đây là thành cái trả lời của mình nè. Mình vô nhóm cảm biến mình đỡ vô. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho thêm một cái này, nếu mà cái nếu này, nếu mà cái biến input ấy nó giống y hệt, nó có giống y hệt như một cái phân tử nào đó trong cái danh sách nhận câu
Thì chúng ta tìm này, bật vô nhóm kẻ biến số ấy. Chúng ta tìm cái khối lệnh là đây, đây nhận câu chứa phân tử gì đó, chứa phân tử import đây. Ví dụ vậy. Đây, nếu mà nó chứa vậy nó sẽ ghi là coi đào, nó chỉ nói nha, nói cái từ là phần tử thứ input, giống như giờ mình ghi xin chào, giống như kia xin chào rồi, đúng không, phần tử thứ input cho tập hợp nhận câu là một, rồi mình ghi chào, vậy là nó sẽ giống phần tử thứ hai đúng không, đây là phần tử thứ input trong trong cái danh sách nhận câu, vậy là hai, do nó là input nó là chào ấy mà nó hợp với phân tử thứ hai. Các bạn thấy số danh sách không, đấy nó sẽ vị trí cái, nó sẽ cho mình biết cái vị trí phân tử của nó là số mấy, nó sẽ nói từ này. Và giờ muốn nói qua robot nói ấy, chúng ta lấy lệnh này nha, đợi vô cái lệnh phần tử thứ nhất, thứ phần tử thứ input của cái nào ta, cái robot nói à. Nó giờ mình có cái lệnh để biết cái vị trí mà cái input nó cái vị trí phân tử mà nó giống cái input mình ghi vào ấy, cái chào là hai đúng không, giờ cái khối lệnh phân tử thứ một của robot nói là nó sẽ đào bạn, là nó sẽ đập đập cái chữ, đập cái giá trị của cái phân tử ấy trong cái danh sách nào. Ghi phân tử thứ một chào bạn, thứ hai là chào bạn luôn, hai cái này là hai phân tử giống nhau, nó thấy chào bạn hết rồi, giống như mình đặt nhận câu thì nó cũng là chào, nhận câu này à, nó phân tử thứ hai là chào, nó là vị trí này thứ hai thì là chào, nó là chúng ta đơn giản thôi, đợi cái khối lệnh phân tử thứ input trong tập hợp nhận câu, đợi vô. Và chúng ta sẽ đặt phân tử thứ thứ đây, đặt là robot nói, giờ nhắn vô đấy, nó đúng phân tử thứ hai không, đấy nó hợp với phân tử thứ hai trong nhận câu này à. Nó chuyển về phân tử thứ hai đây, vị trí số 2 đúng không, về vị trí số 2 trong robot nói đó chính là chào bạn đây, đây nó chuyển qua rồi đấy, giờ nó có không? Cuối cùng mình chỉ cho nó thêm về vô khối lệnh nói đấy, giờ chúng ta chạy thử nha. Rồi mình ghi chào, các bạn thấy nó ghi chào bạn xong rồi nó tắt đúng không, vì chúng ta chỉ cần thêm cái này nè, đây chúng ta tạo ra một cái đối tượng nữa nhưng mà nó sẽ trống không, và chúng ta cho nó lặp lại, cho nó khi nhắn vào lẽ cơ màu xanh là chúng ta sẽ cho nó liên tục thông báo hỏi và đợi đây, nếu mà nhận câu nó chứa phân tử input đấy, để input nó trả lời đúng không, rồi cuối xong rồi chúng ta sẽ tạo ra một cái thông báo để cho nó thông báo qua con mèo đỡ nó nói kì vậy, là phát tin nhắn, phát tin nè là gì ta, chúng ta sẽ đặt cái tên nó nha, là nói robot nói, giờ robot vậy nó sẽ phát tin cho con robot mèo này, cho mèo này đấy, chụp cái này đây, bỏ cái khi nhắn vào đây, rồi chúng ta tìm khi mà nhận được robot nói, nếu mà nhận câu chứa phân tử input chạy thì cái phần mà đối tượng thứ hai này mình chỉ đặt là phần hỏi, còn cái đối tượng mà của mèo này chúng ta chỉ đặt là phần là robot, là thêm chữ là phần xử lý đấy, bởi con robot cái đối tượng robot này nó chỉ xử lý cái lệnh xong rồi nó đưa cho con mèo, nó chỉ xử lý cái lệnh và nó chỉ nói
cho mình ghi chào ơi. Nó sẽ ghi chào bạn, mình ghi xin chào, nó ghi xin chào, nó vẫn ghi chào bạn đấy. Nó giống như hình như nhận do cái bên danh sách robot nói này, nó có hai cái phần tử chào bạn sẵn rồi, cho chung hợp luôn. Vậy là giờ nếu mà mình ghi một câu mà nó không có hiểu được thì sao? Mình ghi enter lại đây, nó không ghi gì hết, nó không có thay đổi gì hết. Vậy chúng ta sẽ đỡ cái lệnh này nè, nó ở trong nếu, còn không thì bỏ cái này đấy. Còn nếu không thì vậy nó sẽ, mình sẽ cho nó nói là mình không hiểu gì hết, mình không hiểu bạn đang nói gì hết. Đấy kiểu như vậy. Là mình ghi sai. Đấy nó chỉ nói là mình không hiểu bạn đang nói gì hết. Còn mình ghi cái câu mà nó hiểu ấy thì nó chỉ ghi chào bạn. Đấy. Thì chúng ta làm xong cái này rồi đúng không? Rồi. Rồi. Giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm cái âm thanh của nó. Các bạn muốn thì các bạn có thể tải những cái âm thanh chào bạn, chào bạn. Đây. Đây cái âm thanh chào bạn này đúng không? Đấy, âm thanh chào bạn này. Mình đỡ vô. Rồi. Là mình đặt vô các biến số, mình tạo lại một cái danh sách là danh sách âm thanh nói. Đây. Âm thanh nói đúng không? Ok. Rồi, giờ bật các bạn bật cái danh sách nhận câu lên. Danh sách robot nói ấy. Rồi. Danh sách robot nói chào bạn, hai cái phần tử chào bạn đúng không? Là giờ chúng ta muốn cho nó nói ra âm thanh thiệt ấy thì chúng ta sẽ làm ra cái phần tử. Coi hai phần tử mình ghi số 1, hai số 1 vô. Giờ hai cái này là chào bạn hết. Đã trùng hợp với đỡ mấy mình cho nó nói cái số của vị trí của âm thanh. Giống như âm thanh này đây. Mình xóa cái mail này. Nó có gọi cái âm thanh chào bạn. Đấy. Các bạn muốn thì các bạn sẽ tạo ra cái câu này, các bạn tải xuống. Đấy. Mình đã tải cái này vô. Mà ra ở vị trí số thứ nhất, các bạn thấy chưa? Nên mình mới ghi số 1 này, hai số 1 mà. Để mà nó nói vị trí của nó. Và cái chào bạn, hai cái chào bạn này nó giống nhau ấy, nên là mình mới đặt hai cái phân tử là hai cái phân tử số 1. Để nói phân tử đúng không? Mình cho nó bật vô nhóm âm thanh. Nhắn vô bắt đầu âm thanh. Bắt đầu âm thanh là chào bạn. Không, bắt đầu âm thanh. Nhưng mà nó cũng phải nói những cái câu khác nếu mà mình ghi cái từ khác ấy. Giống như cho mình ghi bắt đầu âm thanh là phần tử thứ input trong tập hợp nhận câu. Mình ghi là chào. Đấy. Giờ mình ghi vô không? Nó là giờ nó vị trí nó số 2. Mình đỡ vô không? Đấy, nó sẽ nói chào bạn. Xin chào. Đây. Đây. Xin chào đây. Chào bạn. Sau mình ghi chào. Chào bạn. Chỉ vậy. Giờ muốn kiểm tra. Đấy. Giờ muốn kiểm tra ấy thì các bạn tạo thêm cái âm thanh nói à. Đây. Rồi mình tắt cái này, mình tạo là cái hộp là người ta. Bạn là ai? Đấy, bạn là ai? Rồi chỗ này mới bạn là ai, cái phần nhận câu đây. Bạn là ai? Bạn là ai? Kì vậy. Thành ghi xong rồi bên này nó sẽ ghi là mình tên là mình tên
Bên tên là Strat. Strat. Như vậy đấy. Giờ mình tắt đi, mình ghi vô lại. Ok. Ghi là bạn là ai? Bạn là ai? Nó sẽ ghi là mình tên là Strat. Và các bạn thấy nó vẫn nói cho bạn đấy. Do là mình, do là chúng ta chưa tạo là cái danh, cái vị trí phần tử của danh sách robot nói à. Đây là ông Thanh nói đây. Nó cứ một một mình thêm vô. Mình là Kisa. Đây. Đây mình là Kisa. Đây. Mình là Kisa. Hơi cái tiếng nó hơi hài đúng không? Chỉ vậy. Là giờ mình tên là Kisa đúng không? Mình bật vô phần âm thanh nói. Âm thanh nói đây đúng không? Team vào mình ghi số 2. Do cái âm thanh mình là Kisa ấy là nó chỉ ở cái vị trí số 2 này. Rồi cái phần nhận, cái phần robot nói mình thay đổi lại Strat là Kisa. Các bạn muốn đặt tên cho nó gì? Ở đây các bạn Kisa. Kisa là Kian Strat đấy. Đấy kiểu vậy. Kisa. Rồi. Giờ tiếp theo chúng ta đợi vô âm thanh nói à. Tắt, tắt hết mấy đây này. Rồi chúng ta chạy thử nha. Mình giờ mình ghi à. Thì ta bạn là ai? Chào bạn. Đợi mình nha. Rồi mình chấp. Vậy là đợi vô lại phần tử thứ đây trong tập hợp đây. Đấy trong cái nào ta. Yeah, nó sẽ nói vị trí đúng không? Mình đợi vô cái con nhận câu. Nó ghi vị trí số 3 đúng không? Mình ghi phần tử thứ, phần tử thứ inbox trong trong âm thanh nói. Nó đó vị trí số 3 rồi. Giờ mình chỉ cần cỡ tên giá trị của nó. Đợi vô nha. Chạy à. Bạn là ai? Là Kisa. Đấy. Rồi xin chào. Chào bạn. Chào. Bạn là ai? Là Kisa. Đấy, vậy chúng ta đã xong cái phần, cái phần 1 rồi nha. Đó chính là cái phần mà đợi cho nó nói. Và nó hiểu được cái câu mình nói. Và giờ xin chào bạn và bye bye nha. Video đến đây kết thúc rồi. Và mình sẽ làm phần 2 cho các bạn nha. Giờ xin chào các bạn và bye bye. Bye.